Chào mừng các bạn đã đến với Hư Thần Giới Audio, hãy cùng nhau khám phá tập tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra tiếp video nhé. Cuộc tỷ thí này đột nhiên diễn ra, chiến đấu rất kịch liệt, lửa thần chập trần thiêu đốt hư không, chàng trai thần bí triển khai sáu loại bảo thuật, hào quang rực rỡ. Trong truyền thuyết, nếu như nắm giữ 6 loại bảo thuật của thập hung thái cổ và đồng thời triển khai thì sẽ giống như là lục đạo luân hồi, tình cảnh đó khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Nhân vật mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể trở thành cho tàn, không thể ngăn cản dù chỉ là một đòn của lục đạo luân hồi. Đáng tiếc, Trung Quy vẫn là truyền thuyết, chưa bao giờ thấy người nào triển khai như thế, bởi vì không cần nói nắm giữ lần 6 loại bảo thuật của thập hung, cho dù là 4-5 loại cũng là thần thoại lắm rồi từ xưa tới nay tuy có rất nhiều truyền thuyết thế nhưng một số cái vẫn chưa được chứng thực chàng trai trong lửa thần vô cùng mạnh mẽ y không nắm giữ sáu loại bảo thuật đó thế nhưng thần thông mà y thì triển ra cũng rất là khủng bố dù vậy cũng có sáu tiểu thế giới đang xoay tròn khá là kinh khủng không nói cái khác chỉ luận về những tiểu thế giới này cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi rồi con đường như thế này cũng không phải ai nắm giữ bảo thuật là có thể triển khai được, sáu thuật hợp nhất, chỉ hơi một tí là sẽ tan vỡ đe dọa tới bản thân, mạnh mẽ như tôn giả cũng không dám làm bậy. Thế nhưng y lại rất là thành thạo, phát huy ra áo nghĩa trí cường, ép nguyệt thiền tiên tử phải vận dụng thần kiếm trong cơ thể, sử dụng áo nghĩa phức tạp nhất của bổ thiên giáo giữa hai người hàng loạt ký hiệu xuất hiện, tất cả đều là chữ viết xa xưa in dấu trong hư không, từng nét từng nét một như là những ngôi sao lấp lánh đồng thời vang lên những tiếng bong bong. Hai người đã thoát ly khỏi chiến trường thiên không từ lâu rồi và đang chiến đấu ở trên bầu trời kia, bởi vì sân thi đấu màu nâu xám đó không phải chuẩn bị cho bọn họ. Mọi người thấy thế thì đều trận mắt há miệng, đại chiến song thạch vừa kết thúc thì giờ lại có người lên chiến tiếp, vượt khỏi dự đoán của mọi người đáng sợ nhất chính là sức chấn động kia, còn có phủ văn mênh mông như là biển lớn kia nữa, so với cuộc đại chiến lúc trước quả là khủng bố kịch kịch liệt như nhau. Chỉ mới bắt đầu mà hai người họ đã xuất ta những thần thông như thế, nếu đánh thêm lúc nữa thì sẽ đến mức nào chứ? Chẳng kém địa chiến song thạch gì cả, lúc này có tôn giả đưa ra kết luận. Tâm thần của mọi người đều bị cuộc chiến này hấp dẫn, nhìn chằm chằm về trước, chàng trai thần bí kia quá mức dũng mãnh, lại muốn tiên tử của bổ thiên giáo trở thành nữ nhân của mình. Nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn thiên hạ sẽ vô cùng kinh ngạc. Sao lại có một người gan to bằng trời như thế, y có lai lịch ra sao, đám cường giả của hoang vực đều lộ vẻ kinh sợ, tìm hiểu những tu sĩ của vực ngoại để dò hỏi câu trả lời. Tiến vào hoang vực không chỉ là nhân mã của một hai đại giáo cho nên tự nhiên có thể tìm hiểu được, thế nhưng vừa mới dò hỏi thì có người lắc đầu, nói rằng cái này chính là thiên thần thức tỉnh, không nên tìm hiểu làm gì lai lịch của y vô cùng thần bí, ngay cả người của vực ngoại cũng không hiểu rõ cho lắm, chỉ nhắc tới một chuyện có liên quan tới y, y có sở thích săn bắt người đẹp. Từng cướp đi thánh nữ danh chấn thiên hạ của một đại giáo, tuy bị đuổi giết thế nhưng người này càng đánh càng hăng, quật khởi từ trong máu và lửa, tung hoành thiên hạ, tiêu dao trên đời. Mọi người nghe thấy thế thì choáng váng, chuyện này cứ như là kẻ si nói mộng, một thánh nữ hoàn mỹ danh chấn thiên hạ của đại giáo mà cũng bị người này thành công bắt lấy, thế nhưng hiện giờ y vẫn sống khỏe mạnh như thường có người nói hắn chính là thiên thần Niết Bàn, còn có người nghĩ hắn là người chuyển thế, có đạo quả vô thượng cho nên có thể ngạo thị nhân gian. Đây là một lời giải thích khá là thái quá, thế nhưng có rất nhiều người của vực ngoại lại tin tưởng. Trong lúc mọi người cùng nghị luận và ngờ vực thì Thạch Hạo rất là bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở trên chiến trường thiên không, yên lặng trợ thương. Hết thảy mọi việc như chẳng có quan hệ gì với nó cả, hiện tại nó chỉ muốn phục hồi lại như cũ mà thôi. Nhưng mà, Tiệc vui lại chóng tàn, chiến trường đại chiến của hai người rất rộng lớn, không lâu sau lại đánh giết trở lại, suýt chút nữa đã cuốn nó vào trong chiến trường rồi. Vực sứ mở miệng, nói, chiến trường này không phải chuẩn bị cho các ngươi, muốn quyết đấu thì cứ đấu. Làm cho mọi người giật mình chính là, hai người bọn họ chưa từng bình chiến, xích thần trật tự nằm dày đặc, kiếm khí thông thiên, thậm chí bên trong ngọn lửa thần còn xen lẫn một môn đại thần thông hóa thành một cột lửa đánh thẳng về vực sứ mọi người ồ lên, tên này điên rồi, thật là ăn gan thần rồi. Vực sứ vẻ mặt âm trầm, vùng ống tay áo lên, thu lai chiến trường thiên không kia lại. Ồ, vực sứ không hề tức giận, có người kinh ngạc. Vực sứ chính là một tia ý chí của hư thần giới, có thể nói là chấp pháp giả trưởng quản vùng tịnh thổ này, không thể vô cớ phát thần uy được. Những lời này nói ra khiến người ta kinh ngạc, cảm thấy khá là quái lạ hả, sao ta lại thấy chàng trai trong lửa thần đó như là cố ý, đây có thể xem là khiêu khích không, có người hoài nghi. Cũng trong lúc đó, cuối chân trời, mấy tên sinh linh thuần huyết tỏ ra nghiêm túc, trong lòng bọn họ hồi hộp không thôi, cảm thấy sẽ có đại sự xảy ra. Bọn họ hiểu vị đại nhân này, hơn phân nửa là muốn đâm thủng trời, Linh cảm thấy có một hồi bão táp vô cùng kinh khủng sắp sửa xảy ra. Chuẩn bị lui lại, lần này đại nhân muốn quậy phá long trời lở đất mưu đồ việc lớn nào đó có một tên sinh linh phán đoán thạch hạo ngồi xếp bằng trên một pháp khí ra sức trợ thương thỉnh thoảng đào mắt khắp nơi nó chuẩn bị tìm một cơ hội để rời đi nhưng mà nó lại phát hiện có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo nó mọi cử động đều được quan tâm hiển nhiên có một đám tôn giả đang nhìn chăm chăm nó hết thảy mọi chuyện này đều do bảo thuật gây họa ngoại trừ sách quý đồng thau thì hơn phân nửa đã có người nhận ra được pháp môn côn bằng pháp môn này đủ khiến cho đám người ngày điên cuồng chiến đoạt. Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ, quan sát cẩn thận, sau đó lại kiểm tra thương thế của chính mình thì không khỏi thở dài, một khi xung đột thì chắc chắn sẽ lại là một hồi quyết chiến đáng sợ. Ầm. Um. Một áng lửa văng ra, một đám tu sĩ giống to, không ngừng lăn lộn trong hư không, bọn họ đã nhiễm phải ngọn lửa màu đỏ kia, lúc này bảo cụ bị thiêu đến dặn nứt, mà huyết nhục bản thân cũng nhanh chóng khô héo, xứng gãy thành từng khúc. Đó chính là một phần vương xuống của ánh lửa nơi chàng trai thần bí đó, thật sự quá mạnh mẽ, chỉ cần vừa chạm thì tất cả đều bị phá hủy, có một vài nhóm người gặp phải kiếp nạn này, chết ngay tại chỗ. Thạch Hạo thất kinh, tên này chính là đang cố ý, cố ý làm nơi đây trở nên náo loạn. Quả nhiên, một vị tôn giả đã bị kinh động, bởi vì hai con cháu của hắn bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, khiến hắn tức giận không thôi. Diễn. Nhân vật cỡ này ra tay tự nhiên sự nhiễu loạn càng lớn hơn, bảo thuật vừa ra lập tức lan tỏa với phạm vi cực lớn, cuốn thật nhiều người vào trong. Đây cũng không phải là sân thi đấu, không có cái rào chắn nào, mà cũng chẳng có phủ văn bảo vệ, chỉ cần khai chiến thì đây trời chính lưu quang và bảo thuật, rất dễ tạo nên tai họa. Um. Cuối cùng cũng có mấy vị tôn giả bị động tham gia vào, hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý, bọn họ bắt đầu hành động. Thạch Hạo dùng mình, phát hiện có người đang nhằm hưởng nó lại gần, muốn dựa vào việc này để đối phó nó. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đại loạn sắp nổi lên. Cũng trong lúc đó, chàng trai khuấy lên ánh lửa, một mảnh chân hòa nhằm thẳng hướng này cũng đã ra tay với Thạch Hạo, phạm vi nhiễu loạn được mở rộng. Hắn muốn làm gì đây? Thạch Hạo ngạc nhiên. Hiện tại không thể suy nghĩ được nhiều, có người đục nước béo co làm khó dễ nó, bảo thuật khủng bố như là mây đen hạ xuống, mình mông vô biên, bao bọc nơi này lại. Thạch Hạo không xuất thủ thì không được, đứng ở trên pháp khí, thân thể vẫn hơi lảo đảo, dù sao thương thế cũng không hề nhẹ. Giờ tay hiền xuất hiện một tấm khiên chặn ở trước người, đây chính là thần thông Huyền Vũ, tay nó nắm bảo ấn, sóng biển phun trào, một con Huyền Quy dày nước mà đi, đẩy lên một màn ánh sáng chặn lại hết thảy phủ văn đang công kích tới. Mấy vị đạo huynh, giờ không động thủ thì còn chờ đến lúc nào nữa, thừa dịp đại loại mà lấy tính mệnh của hắn. Kim Chu mở miệng, dùng mật ngữ truyền âm liên lạc với tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn, muốn đại khai sát giới. Kim Chu huynh cũng đừng quên, ở đây chúng ta và hắn đều cùng một cảnh giới, nếu như giao thủ thì rất là nguy hiểm, có người nói. Hắn trọng thương sắp chết rồi, cả người xương gãy khắp nơi, người ta đều là tôn giả, nếu ngay cả một người trọng thương như thế mà giết không được thì không bằng đập đầu tự tử cho rồi sách quý đồng thao chính là truyền thừa bất thế, mà pháp môn côn bằng cũng khiến cho các giáo điên cuồng, cả hai thứ đều nằm trên cùng một người, đủ để gọi nên một cơn hạo tiếp. Tuy rằng mọi người không phải là trùng đồng, cũng không chắc chắn thạch hạo nắm giữ pháp môn côn bằng, thế nhưng một khi đã hoài nghi thì làm vậy cũng rất đáng. Bên trên vùng trời này, chàng trai trong lửa thần không ngừng giấy lên cơn đại loại. Thạch Hạo biết rõ, rất nhiều người đều chủ động tham gia, muốn thử dịp loạn lạc mà ra tay, rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đang tới gần, xuất hiện xung quanh hắn. Ừm. Rốt cuộc cũng có tôn giả ra tay, không biết hắn là ai, ẩn núp ở trong hư không, phát động một đòn cực kỳ đáng sợ. Nơi này trở nên xô trào, thạch hạo thở dài, nó bị ép phải tham gia vào cuộc huyết chiến này, việc tới nước này không còn cách nào để trốn tránh được, lúc này điều chỉnh lại thân thể, tình quang trong con ngươi bắn ra thật mạnh trùng lão chuẩn bị động thủ, tìm cơ hội giết chết tên nhóc này, không thể để cho nó sống tiếp được. Tích Hoa bà bà nói nhỏ, ánh mắt rất lạnh lẽo. Tiểu thư ở nơi đó, trong con ngươi trung lão loái lên ký hiệu màu vàng. Tiểu thư tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu, vận dụng nguyên rùa mạnh nhất, cần phải một đòn giết chết, hơn nửa phải lấy cho bằng được ấn ký bản nguyên của nó. Nếu như có pháp môn côn bằng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới số mệnh ngàn đời của giáo ta. Tích Hoa bà bà dặn dò. Nơi đây sôi sùng sục. Thế nhưng những người ra tay đều là đám tôn giả cáo già, không ai dễ dàng đi mạo hiểu, tất cả đều thừa dịp loạn mà ra tay, người một đòn, ta một đòn, nối liền trước sau với nhau, tạo thành uy hiếp vô cùng đáng sợ cho thạch hạo. Bọn họ cũng không có xuất đầu lộ diện, muốn thừa dịp này là giết chết thạch hạo. Không một ai chịu làm chim đầu đàn, ai cũng muốn tránh xa nguy hiểm bởi vì sợ thạch hạo sẽ phát điên, khi sắp chết sẽ kéo theo một số người chết chung. Hỗn chiến như thế khiến Thạch Hạo rất khó chịu, không tìm được kẻ địch thật sự. Nó hừ lạnh một tiếng, phù văn trong mắt rải sáng đan dệt thành hai chùm sáng, nhìn xuyên qua toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, thân hình của Thạch Hạo chuyển động, ánh lửa ngập trời cứ như là một con chu tước hình người, xẹp ngang bầu trời. Nó tập trung vào Kim Chu đang ở nơi xa rồi mạnh mẽ xuất thủ đều đã không tìm được kẻ địch chân chính không bằng chủ động tìm kẻ chủ mưu, trước tiên giết một người dân trăm người, ở trong lòng nó, hồ Ma Linh còn có bổ thiên giáo đều nằm trong danh sách đen. Khi nó quyết chiến với Thạch Nghị, nhân mã hai giáo này đã âm thầm dở trò với nó, khiến cho nó động sát cơ đã từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hỏng rồi. Kim chú biến sắc, vừa nãy hắn cũng từng ra tay thế nhưng một đòn liền lùi thật xa, đặt mình nằm ngoài chiến trường, hiện tại thấy thế hắn có linh cảm không ổn việc đã tới nước này kim chu tôn giả cũng không thèm để ý mặt mũi nữa xoay người rời đi muốn rời khỏi nơi hỗn loạn này quần hùng ô lên đây đường đường là một vị tôn giả không ngờ lại kiêng kỵ một thiếu niên như thế tránh né không chiến khiến rất nhiều người chấn động ở trong lòng đến giờ thì mọi người mới bừng tỉnh thạch hạo quật khởi cứ như là mặt trời ban trưa ở cảnh giới này nó chân chính có phong thái vô địch ngay cả tôn giả cũng phải e dè đây là uy thế cỡ nào không nói chuyện khác chỉ riêng việc Kim Chu tránh lui, không đánh mà chạy, tin tức này truyền ra ngoài cũng đủ chấn động cả hoang vực rồi. Chạy đi đâu, thạch hạo hét lớn, thân hình cứ như là tia chớp màu đỏ thẫm, bốn kích chu tước thái cổ triển khai. Ẩm! Um. Chỉ có một đòn liền khiến cho bầu trời bạo động, phù văn màu đỏ thẫm lít nhít, một con chu Tức ngạo thị trời cao, cánh chim xinh đẹp, ánh đỏ như là dung nham mãnh liệt trào dâng. Kim chi thở dài, nhắm mắt nghìn chiến. Hắn biết được, vị đạo huynh kia sẽ không giúp đỡ, đôi bên chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng hy vọng người kia xuất thủ trước sau đó bản thân đục nước béo cò mà thôi. Kim chú há miệng chính là một vầng thần hà trắng xóa, vụt ngang trời ngăn lại thần tước màu đỏ kia, tỏa ra một gận sóng vô cùng mạnh mẽ. Ánh đỏ lóe lên, lửa chu tước hạ xuống cứ như là một dòng sông lửa, khiến nơi đây trở nên ngập tràn ánh lửa. Hiển nhiên, đây cũng không phải là dòng sông thật sự mà là tơ nhện, óng ánh trong suốt, dẻo dai cực kỳ, rất khó phá hủy, thế nhưng lửa chu tước lại là khắc tinh của nó. Ánh mắt của Kim Chu trở nên u ám, lúc này không ngừng há miệng phun ra tơ nhện cứ như là những dòng sông tuôn thẳng ra ngoài. Lần này, tơ nhện mà hắn phun ra hoàn toàn khác trước, không còn trắng xóa óng ánh mà nhiễn phải xương máu, đỏ đậm như tơ máu, hóa thành sương mù. Kim Chu vốn không có độc, được xưng là thánh chu thế nhưng nếu diễn biến hết sức thì vô cùng cực đoan xương máu tràn ngập hóa thành những phủ văn kỳ lạ, không ngừng dây dưa trong hư không bao phủ về phía thạch hạo hòng nhốt lại pháp tướng chu tước của nó. Đây chính là thủ đoạn tế luyện máu kim chu của kim chu, dung hợp với xương mù độc thi thượng cổ, như vậy có thể chém giết tôn giả, vô cùng tàn nhẫn, giết người trong vô hình. Thạch hạo thất kinh, đến cảnh giới này thì độc cũng không có tác dụng gì nữa, không ngờ một khi triển khai lại kinh người đến thế. Vì vậy, nó rất cẩn thận, lấy ra một pháp khí thử đánh về phía trước, kết quả khi dạm vào tơ nhện màu máu ấy thì liền mục nát. Độc tố mạnh thật, đều do phủ văn hóa thành, có thể hủy đi bảo cụ, tự nhiên có thể chém giết thân thể của tu sĩ. Thạch hạo né qua xương máu, khống chế lửa thần, bốn kích chu tước thái cổ một khi triển khai tự nhiên sẽ có ánh lửa dâng trào, nó muốn đốt trụi đám xương mù này. Kim chu hết dài, khống chế tơ nhện màu máu có thi độc, muốn nhốt lại chu tước. Cùng lúc đó, nó hiện ra bản thể, tám cái chân nhện kéo căng ra, cứ như là tám thanh chiến mâu màu vàng vậy, nhanh chóng đâm tới. Thạch hạo dùng tay phải chém mạnh tới, hóa thành cánh chu tước màu đỏ thẫm kèm theo ánh lửa, kèm một tiếng, hai phủ văn màu vàng va chạm vào nhau, kim chu tôn giả về mặt đột biến. Nhanh chóng rút lui, chỉ một đòn này liền khiến cho chân nhện của nó đau nhức, tuy chưa có chém chúng thật sự thế nhưng cũng khiến cho nó hoảng sợ rồi. Thạch Hạo lao tới, đánh tan một đám xương máu, cả người được ánh đỏ bao phủ, xông thẳng tới Kim Chu, triển khai công kích bén nhọn nhất. Ầm. Ừ. Rốt cuộc, hai người lại gặp nhau, mạnh mẽ chống đỡ một đòn, Kim Chu run lên bần bật, một chân nhện xuất hiện vết rách, gần như nổ tung. Điều này khiến cho mí mắt người xem chiến giật giật, chỉ mới vừa khai chiến mà Kim Chu đã ăn phải thiệt thòi lớn như thế, bị thân thể mạnh mẽ của Thạch Hạo nghiền ép thì suýt chút nữa đã mất đi một chân bọn họ biến hóa phương vị sau mấy chục đòn kim chu khoái miệng lộ vết máu lần thứ hai suýt chút nữa bị thạch hạo một trưởng đánh nứt thời khắc này mọi người thật sự hiểu ra thạch hạo và thạch nghị đáng sợ đến mức nào ở tình cảnh cung cấp chém giết tôn giả cơ bản chẳng có vấn đề gì kim chu há miệng phun ra một món bảo cụ hóa thành một tấm khiên màu vàng ngăn lại sự công kích của đối phương thân thể thạch hạo bị thương không tiện cho việc kéo dài đại chiến nó hy vọng tốc chiến tốc thắng khống chế bốn kích chu tước thái cổ hóa thành một con thần tức hình người bùng phát ra ánh lửa giang dắt mấy chiều qua đi tấm khiên màu vàng vỡ vụn kim chu bay ngược ra sau nó hít vào một ngụm khí lạnh tuy thạch hạo bị thương thế nhưng vẫn dũng mãnh như trước nếu như ở trạng thái đỉnh cao thì đáng sợ đến cỡ nào nữa đây là suy nghĩ của một tôn giả Bọn họ tin rằng, qua hôm nay, chỉ cần cho thạch hạo thời gian thì tiền đồ của nó không thể đo lường được, hoang vực sau này không một ai có thể ngăn cản được bước tiến của nó. Dễ. Thạch hạo khẽ quát, không muốn chỉ hoãn thêm thời gian nữa, phát động công kích mạnh nhất, phá hủy đi lớp phòng ngự của Kim Chu, rốt cuộc cũng tới gần nó. Kim Chu biến sắc, nhanh chóng rút lui thế nhưng trước sau khó lòng mà thoát khỏi thạch hạo, bị ép phải chống đỡ trực diện, một chân nhện bị đứt rời khỏi thân thể, nó hét thàm một tiếng mọi người biến sắc kim chu tôn giả đại bại rồi nhưng mà khi thạch hạo phát động công kích càng ác liệt hơn thì giữa trường kim quang lấp lóe, xuất hiện một đám kim quang không ngừng phóng tơ nhận ra bên ngoài ô bát chủ trận có tôn giả kinh ngạc nói tám chủng ánh sáng này rất trói mắt đưa thạch hạo ở trung tâm ánh mắt của nhận lớn màu vàng đầy lạnh lẽo không ngừng phun ra máu một mạng nhện màu vàng hình thành, cứ như sao sáng vô cùng rực rỡ, lập lánh hào quang, đồng thời tám chủng sáng này hóa thành tám ký hiệu, từng cái nằm ở một phương trên mạng nhện. Bát chu trận, hay là bát quái kim chu trận, chính là hung trận tiếng tăm lừng lẫy của hồ ma linh nhất mạch, từng vây giết mấy bị thần linh, thời thượng cổ có hào quang rực rỡ. Đây hiển nhiên không phải là đại trận nguyên thủy kia, thế nhưng lại có cổ trận của trận hồn, một khi bày ra thì gió mạnh vù vù, thần uy cuồn cuộn, rệt ngoại trừ mạng nhện phát sáng phong tỏa thiên địa này thì tám ký hiệu ở bên trong không ngừng bay ra lông nhện màu vàng, cứ như là kim châm đan dệt lại với nhau, nằm dày đặc trong hư không. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, trước kia đại chiến với Thạch Nghị chính là bị thứ này tập kích, nếu không phải trí tôn cốt thức tỉnh, thần lực tràn ngập toàn thân thì khó mà nói được. Không có thời gian để trì hoãn, nên chém giết nó thôi, Thạch Hạo lầm bẩm, bởi vì thương thế của nó còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mọi người liên tục khống chế pháp môn chú tước đầy bá đạo chính là một gánh nặng cho bản thân nó, lúc này máu tươi tràn ra nơi khỏe miệng. Xoẹt, một tiếng, thạch hạo chủ động vào trận, đạo hòa và lửa chu tước cùng bắn ra, như muốn đốt cháy hết đại trận vàng ống này. Nhận lớn màu vàng cười gằn, phát động công kích mạnh nhất, tám ký hiệu lập lánh, không ngừng xây dựng nên xích thần trật tự bên trong đại trận hồng tiêu diệt thạch hạo. Người trẻ tuổi, vẫn là quá non mà, vô cùng nóng này, chịu không nổi kích động, nó khẽ nói, nếu đối phương không kích động như vậy thì nó không hề có chút phần thắng nào. Nhưng mà, sau một khắc vẻ mặt của nó chợt cứng lại, xung quanh thạch hạo hiện lên 10 tòa động thiên, sau đó dựng lên thần quang vô tận đan diệt thành hoa văn cổ xưa. Ồ, không đúng, kim chu giật mình, nó phát hiện mình không thể nào khống chế được, toàn bộ động thiên của nó không hưởng hiện ra, cộng hưởng theo đối phương. Ồm, ừ. sau một khắc động thiên của nó bị đốt cháy, bạo động theo, từng sợi thần lực bốc lên rồi tuôn tới động thiên của Thạch Hạo. Chuyện gì đang xảy ra, không chỉ có Kim Chu ngơ ngác mà ngay cả những tu sĩ xem chiến cũng kinh sợ, những động thiên của Kim Chu tôn giả nổ vang, cháy hừng hực, thần diễm bốc lên, tế sống, có người kêu to, thần sắc biến ảo. Kim Chu kêu thảm thiết, nó phát hiện động thiên của mình đang ngưng tụ cùng nhau, không thể nào chuyển động được, giống như là tế phẩm bị hiến tế vậy. Trước kia, ở dưới liễu thần Thạch Hạo đã ngộ đạo được, diễn biến thập đại động thiên, từng thăm dò ra được con đường này, lúc đó khiến cho trời nổi giận, tội lỗi quá nặng nên chưa từng vận dụng. Thế nhưng, nó vẫn không buông bỏ, khi rãnh rỗi cũng từng suy diễn cẩn thận tìm hiểu qua và đã tìm ra được một pháp môn vô cùng đáng sợ, hiện tại không ẩn giấu nữa, đột nhiên sử dụng kim Chu kêu lên đầy thảm thiết động thiên của nó sụp đổ bản thân thì bị ánh lửa thiêu đốt thần lực không ngừng bốc hơi tiến vào trong động thiên của thạch hạo làn khí lành lượn lờ thần quang rực rỡ cảnh tượng này khiến người ta kinh sợ ngay cả tôn giả khác cũng thấy toàn thân lạnh buốt sao ta lại cảm thấy giống như là bồ ma thụ thời thượng cổ thế không biết cướp lấy tinh hoa thần tính của người khác biến chúng để cho bản thân sử dụng để không ngừng lớn mạnh hơn có người nói nhỏ Lời này vừa ra khiến người khác hãi hùng khiếp vía, bồ ma thủ ở thượng cổ đã tạo nên những việc giết chóc khiến chư thánh phải liên thủ, khắp thiên hạ truy giết thì mới có thể giết chết được. Không. Mặc cho Kim Chu có gào thét cỡ nào thì cũng vô dụng, tê sống đến quá đột ngột, hai người họ đều ở trong mạng nhện bạt quái, đều bị tơ nhện quấn lấy nhau. Đây là điều kiện thích hợp nhất để hiến tế. Kim Chu và Động Thiên của chính mình gắn kết thành một thể, đồng thời bốc hơi lên hóa thành từng sợi hào quang đi vào trong thập đại Động Thiên của Thạch Hạo. Cuối cùng, nó càng ngày càng suy yếu, kể cả trận pháp vàng óng cũng hóa thành cho tàn, tiêu tán ở giữa không trung. Đến cuối cùng, một tia chân linh muốn chạy trốn thì Thạch Hạo xoay cổ tay một cái, trong tay xuất hiện chân hồn tháp, âm một tiếng ép thật nhanh xuống, tiêu diệt gọn gàng. Kim Chu Tôn Giả đã chết, mọi người như hóa đá. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên pháp khí, toàn thân phát sáng, thập đại động thiên vần quanh nó không ngừng buông xuống từng luồng tơ nhỏ, đó chính là tinh hoa thần tính tầm bổ cho cơ thể nó. Khu vực này rất hỗn loạn, rất nhiều người bị éo phải gia nhập vào cuộc chiến, nhưng lúc này lại trở nên yên lặng, vốn Thạch Hạo đang bị thương. Ngay cả bước đi cũng lào đảo thế mà một khi khai chiến, vẫn mạnh mẽ hung tàn như trước. Đây chính là một con nhện màu vàng lớn, vậy mà lại bị tế sống mà khiến mọi người kinh hãi nhất là, tựa hồ nó đã đạt được một điều tốt cực lớn, những tinh hoa thần tính kia cứ như là sóng nước thoải mái tiến vào trong cơ thể nó, làm cho toàn thân tỏa ra bảo huy. Một trận chiến, Thạch Hạo chứng tỏ thực lực đỉnh cao của mình, thật sự vô địch thiên hạ ư? Khắp các giáo đều buồn chồn, mà những người khi nãy âm thầm ra tay thì càng lo sợ bất an hơn, thiếu niên này quá lợi hại, tương lai ai có thể ngăn được? Thập đại động thiên chảy xuôi khí lành, toàn bộ rót lên trên cơ thể Thạch Hạo bổ sung những hao tổn cho nó. Thương thế trong cơ thể từ từ bình phục, cả người óng ánh trong suốt, thần huy trong veo. Thời gian không lâu sau, Thạch Hạo đứng lên rồi há miệng phun ra một mụn máu bầm, dáng vẻ như bị thương rất nặng thế, nhưng trạng thái như vậy vẫn có thể tế sống một vị tôn giả. Đây là đang diễu cợt mọi người ư? Hay là thương thế quá nặng? một đám người sắc mặt khó coi, ở trạng thái đỉnh cao bọn họ không cách nào chạm chán được thì bỏ qua đi, thế nhưng hiện tại nó ngay cả đứng cũng không vững thì bọn họ cũng không đối phó được. Như thế còn mặt mũi gì nữa? Tịch hoa bà bà sắc mặt âm trầm, nói nhỏ, trùng lão, ông có mắt chắc không? Thật sự là ta chẳng muốn gặp lại thiếu niên này gì cả, không phải là người trong giáo thì sớm muộn gì cũng thành họa lớn. Một thiếu niên như thế, thiên tư siêu tuyệt, nhưng lại chẳng hề để ý tới bổ thiên giáo, không trở thành người trong đồng đạo khiến cho bà sinh ra sát ý ở trong lòng. Nếu như chỉ là một thiếu niên bình thường thì chẳng sao, nhưng càng hiểu, càng quan sát thì bà càng kinh ngạc, loại nhân kiệt ngút trời như thế này tương lai nhất định sẽ chiếu sang thế gian, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của một đại giáo vô thượng. Thạch hạo đứng trên pháp khí, lau sạch vết máu nơi khóe miệng, đây cũng không phải giả bộ hay là lừa gạt kẻ khác mà thương thế của nó thật sự rất nghiêm trọng chiến một trận với thạch nghị, nội thương và ngoại thương đủ khiến nó tàn phế rồi, trùng đồng già quả rất đáng sợ. Trận chiến đó dù thân thể thạch hạo có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Ngoại trừ trọng thương do địch thủ tạo thành thì nó vẫn có một vết thương vô cùng đặc biệt, nơi ngực xuất hiện một lỗ lớn gần như bị xé rách ra mà mấy khúc xương ngực cũng bị bẻ gãy. Chí Tôn Cốt bị kích thích mà thức tỉnh, vừa chém giết địch thù mà lại vừa gây tổn thương cho bản thân, chân cốt hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên không bị khống chế, tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo nhíu mày, muốn trở về thế giới hiện thực thì phải tới những vị trí nhất định để thoát khỏi mảnh thế giới tinh thần này, mà hiện tại muốn xông qua biển người này thì nói rất là dễ. Có thể nhận biết được, từng cặp mắt bất thiện đang rơi trên người nó, trong đó không chỉ có một vị tôn giả, muốn rời đi nơi này chắc chắn không thể tránh khỏi những cuộc huyết chiến. Duy để nó vui mừng chính là, sau khi chém giết được Kim Chu đã thu được một lượng lớn thần năng, gia tốc việc khôi phục thường thế. Nếu không có thủ đoạn quá mức nghịch thiên của trùng đồng thì tinh khí thần của nó hẳn là vô cùng dồi dào mới đúng. Muốn hồi phục lại như cũ, chỉ dựa vào bảo dược huyết nhục thì còn chưa đủ mà còn cần phải có thời gian lấy sức mạnh bản nguyên của chính mình chậm rãi tầm bổ cho thân thể, như vậy mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao được trên bầu trời vẫn còn đang đại chiến, Nguyệt Thiền Tiên Tử và chàng trai trong lửa thần đã tạo nên lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, đột phá cực hạn sức mạnh cho phép ở nơi này đến mấy lần, quấy nhiễu pháp tắc thiên địa của vực này. Sắc mặt vực sự biến đổi, việc này sẽ ảnh hưởng tới hư thần giới, dễ dàng khiến cho các loại trật tự bị hỗn loạn. Trước đó, bởi vì song thạch giao chiến, lực phá hoại kinh người, quấy nhiễu nghiêm trọng tới quy tắc trật tự của một vực này cho nên hắn mới giáng lâm gia dạ hạn một tháng sau đến chiến trường thiên không quyết đấu lúc này vực sứ rất muốn kêu dừng lại thế nhưng lại kìm nén có thể đợi thêm một chút thì hai người này sẽ phân ra thắng bại đồng thời hắn cũng có chút hoảng sọ song thạch đã đủ kinh người rồi giờ lại xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi nữa thật là đương đại đầy kinh diễm giống như trở lại thời huy hoàng nhất của thượng cổ thạch hạo đạp trên bảo kính toan nghê chậm rãi di chuyển một bên cẩn thận đề phòng một bên muốn rời khỏi nơi này Duệt trong đám người có một luồng ánh sáng xanh lục bay tới cứ như là đại ấn ép mạnh xuống mang theo xương mù mờ mịt tàn ra gần sóng mạnh mẽ thạch hạo vung tay một cái ánh sáng xanh lục kia âm âm nổ tung hiện ra chín chữ cổ lấp lánh cứ như là tia chớp quấn lấy nhau hình thành một nhà lao đáng tiếc nơi đây quá nhiều người nên không tài nào xác định được người nào đã đánh ra bảo thuật này nhưng chắc chắn là một vị tôn giả thủ đoạn như thế này không phải một người bình có thể làm được Thạch Hạo mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lần lượt xuất hiện từng ngôi sao giống như là vũ trụ tinh không vậy, hồ quang điện đan xem lẫn nhau, sang trói kinh người. Nó xoay tay, tiểu thế giới trong lòng bàn tay đó bao trùm nhà lao chín chữ kia lại, hai thứ va chạm vào nhau, âm một tiếng, sấm vang chớp giật, hư không rung dậy. Nhưng ngôi sao đó đều là xếp hình cầu nhanh chóng hủy diệt đi nhà lao và chín chữ cổ kia, đồng thời cướp lấy một tia đạo ấn hỏng tìm ra người đang âm thầm ra tay kia là ai con muốn ra tay nữa ư? Đường đường chính chính tới đánh một trận nào, ta chấp ngươi một tay." Thạch Hạo lạnh giọng nói, trong bàn tay của nó lấp lánh một dấu ấn màu xanh lục. Mọi người giật mình, thủ đoạn như này rất phi phạm, thiếu niên này quả nhiên có uy thế vô địch, có thể từ trong bảo thuật rút ra một dấu ấn để tìm người thi pháp. Điều này khiến mọi người căng thẳng, sau này ra tay cần phải cẩn thận, không thể sơ ý được. Thạch Hạo vẫn chưa tìm ra được địch thủ, nó muốn nhanh chóng rời đi, thế nhưng con đường này nhất định sẽ gặp nhiều hung hiểm. Vừa mới hơi động thì Hiền có bảo cụ xuất hiện trấn áp nó lại. Đây là một tấm gia thú, bên trên có sáu chữ cổ màu vàng, bùng bùng vang vọng, tỏa ra hào quang rực rỡ đến trói cả mắt. Bản thân gia thú rất lờ mờ, thế nhưng sáu chữ cổ trên bề mặt lại vô cùng óng ánh, cứ như là sáu mặt trời nhỏ đang tỏa ra ánh sáng, đồng thời phát ra tiếng kiếm ngân. Kiếm ý của Thánh Nhân có người kinh ngạc thốt lên, không ít người biến sắc. Khối gia thú này cực kỳ quý giá, được thánh nhân khắc lên kiếm ý và lưu tại từ thượng cổ, có thể xưng là bảo vật, cũng có thể gọi là đại sát khí cấm kỵ. Trong tình huống bình thường mà nói, vật này là để cho hậu nhân tìm hiểu, thể hội ra kiếm ý bao la kia, rèn luyện bản thân, thể ngộ đạo pháp của thánh nhân. Đồng thời, nó cũng có thể coi là bảo cụ dùng để đối địch, giống như là kiếm ý của thánh nhân tái hiện, càn quét đối phương, được cho là một loại bảo cụ cấm kỵ dùng để tuyệt sát. Nhưng mà, nếu dùng thứ này để làm vũ khí mang tính chất công kích thì kiếm ý được lưu lại bên trên sẽ bị tiêu hao rất lớn, tiêu hao vô cùng nhiều nếu so với việc tìm hiểu kiếm ý đó. Không ai nghĩ tới lại có người vận dụng kiếm ý của thánh nhân, lấy ra một tấm da thú cổ như vậy tuyệt đối là một thủ đoạn mạnh mẽ. Đây không phải là pháp khí bình thường mà đây bằng với một đòn của thánh nhân thượng cổ. Nếu là ngày thường, thạch hạo cũng chẳng sợ, bởi vì đây là hư thần giới, ở đây nó có tư thế vô địch, nhưng giờ thương thế rất nặng thì lại khác. Lục thành nhân thượng cổ tranh bá thì xuất hiện một ít người vô cùng kỳ diễm, rời non lấp biển, ngắt trăng hái sao, là đại năng hiếm thấy xưa nay, không thiếu người đột phá cực cảnh. Ký hiện trên da thú đang phát sáng, sáu chữ ấy như là thần chú, kèm theo đó là tiếng tụng kinh, bổ ra một luồng ánh kiếm lóa mắt đám người tê dại ra đầu. Thông qua đòn đầu tiên này thì cũng có thể hiểu được, đây là một đại năng thượng cổ vô cùng gây gớm, dám lưu lại kiếm ý cho hậu thế thì ắt có điểm độc đáo. Một kiếm ngang trời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, kèm theo đó là những tiếng gào thét của thần ma. Thạch Hạo giơ tay lên, ngọn lửa đỏ đậm bốc lên, bốn kích chu tước thượng cổ nhanh chóng chém ra va vào ánh kiếm kia, âm một tiếng, toàn bộ hư không đều run rẩy đây chính là đang vượt qua thời không mà quyết đấu với thánh nhân, có điều là bị hạn chế ở cùng cấp, nhưng vẫn thể hiện được vẻ kinh tài tuyệt diễm của vị đại năng thượng cổ kia. Tuyệt không phải là hạng người vô danh, có người nghiêm túc nói. Bởi vì sau đòn đánh này, thân thể thạch hạo chấn động, một vài vết thương cũ lại chảy máu, đặc biệt là nơi khóe miệng xuất hiện vết đỏ sẫm, nhìn mà giật cả mình. Thân thể hắn có thương tích, có thể làm đến một bước như vậy cũng coi là không đơn giản rồi. À, người đang ẩn núp kia muốn hắn phải chịu thương tích, từ từ dày vào hắn cho tới chết. Có người nói nhỏ, không ít người đều gật đầu, hiển nhiên không chỉ có một người ra tay mà sẽ có một vài tôn giả lần lượt xuất thủ. Một người một đòn cũng đủ đến giày võ thạch hạo vốn đã trọng thương tới chết rồi. Tấm da thú này vô cùng bất phàm, kiếm ý được ghi lại vô cùng thâm ảo, trên vòng trời, ngay cả Nguyệt Thiền Tiên Tử đang đại chiến cũng tự vấn lòng mình, trong cặp mắt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc nguyệt hiền nàng cầm trong tay chính là tiên kiếm chắc là rất coi trọng loại kiếm ý này chàng trong trong lửa thần nói trong mắt y cũng lộ ra tinh quang có một cảm giác tấm da thú này không đơn giản trên thực tế từ lâu thạch hạo đã nhau mắt lại sau đó nhanh chóng chụp về phía tấm da kia người đang âm thầm ra tay cũng không muốn thu lại nhanh như vậy tấm da thú đó phát sáng sáu chữ cổ màu vàng thỏa ra thần mang sau đó ngưng tụ lại cùng một chỗ rồi hóa thành một mảnh ký hiệu lần bay ra này không phải là ánh kiếm mà là một mảnh ký hiệu, phảng phất như hàng ngàn hàng vạn đạo binh cùng cộng hưởng nhấn trình thạch hạo nơi đó, bao phủ lấy cơ thể nó rồi mang nó bay về phía gia thú. thật là khủng khiếp, kiếm ý của thánh nhân này quá lợi hại, đến tột cùng đã làm cách nào được lưu trên gia thú này, còn còn có loại thần thông đang hiện ra thế này, mọi người khiếp sợ tấm da thú này không chỉ lưu lại kiếm ý mà cũng là một bảo cụ trí cường. Vào lúc này, phù văn dày đặc bao phủ lấy thạch hạo, như muốn giam cầm nhốt nó vào trong da thú. Người âm thầm ra tay kia mua đồ không nhỏ, không tiếc vận dụng pháp khí bực này để trấn áp thạch hạo nhằm một mình nuốt chọn pháp môn côn bằng và sách quý đồng thau. Nếu như thạch hạo lúc ở trạng thái đỉnh cao thì tự nhiên khó có thể nhốt nó lại, thế nhưng giờ nó đã trọng thương, dựa vào kiếm ý thượng cổ và bảo cụ gia thú đầy mạnh mẽ này hy vọng đắc thủ của đối phương rất là lớn. Bùng một tiếng, thạch hạo bị nhốt tiến tới gần gia thú, thân thể của nó thu nhỏ lại sắp sửa đi vào trong gia thú. Ồ, bên trong gia thú có một tiểu thế giới, vào lúc nguy hiểm nhất, linh giác của thạch hạo đã phát hiện được chân tướng này. Quả nhiên không bình thường, chẳng trách gần như có thể bắt được nó, tấm gia thú này có điều kỳ quái nào đó. Thạch Hạo mở ra thập đại động thiên, tỏa ra một luồng sức mạnh cuồng bạo, nó phát hiện có một loại kiếm ý vô cùng hùng vĩ đang chém tới, vô cùng kinh khủng. Đây không yếu hơn việc chống đỡ một đòn của Thạch Nghị, vị đại năng thượng cổ chưa từng gặp này khi còn trẻ tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Định Thạch Hạo quát lên, nó giam cầm hư không chặn lại kiếm ý này, bản thân ho ra một ngụm máu lớn, thân thể hiện giờ rất suy yếu nên không thể địch lại được. Cũng trong lúc đó, ở giữa tấm da thú phát sáng, tiểu thế giới ở bên trong mở ra họng hút nó vào trong cho bằng được. Loang thoáng, nó nhìn thấy bên trong tiểu thế giới kia có vài chữ vô cùng rực rỡ, nhưng chỉ kịp thấy hai chữ, đó là lục đạo. Cái gì? Thạch hạo hoảng sợ, về mặt biến đổi, nó cảm thấy tấm da thú này rất kinh khủng, khả năng rất kinh người. Trong nháy mắt, nó vận dụng toàn lực, thập đại động thiên giam cầm tất cả đồng thời vận chuyển pháp môn côn bằng, âm một tiếng, đánh văng sức hút kia ra. Thạch Hạo liền ho ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng đã đánh tan được kiềm ý, trấn phong gia thú khiến nó lờ mờ tối tăm, từ từ hạ xuống. Nó liền vươn tay thu lấy rồi cất đi. Ồ, tấm gia thú này có duyên với ta. Trên vòng trời, chàng trai thần bí đang giao chiến với Nguyệt Thiền Tiên Tử cau mày, trong lòng có chút không vui, điều này khiến hắn khó hiểu, cảm thấy kỳ quái. Giống như thế, người bị cướp mất tấm gia thú này và một vị tán tu khác, hắn chính là một tôn giả đầy mạnh mẽ gia thú thuộc về hắn nhưng khi ở trong tay hắn lại chưa từng tỏa ra gợn sóng khủng bố như khi nãy, đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy được, bên trong tấm gia thú này còn có huyền bí khác nữa thế nhưng giờ đã bị thạch hạo lấy mất. Chư vị, hắn đã trọng thương nặng như thế rồi, giờ còn không ra tay thì chờ tới khi nào nữa, có người nói. Mấy chủng sang bay tới, tất cả đều là tôn giả, bọn họ cũng không tiện xông lên thế nhưng âm thầm làm khó dễ, đây là muốn hành hạ thạch hạo từ từ đến chết bọn họ đều là hạng người cáo già, không người nào nguyện ý mạo hiểm, đều hy vọng có thể thông qua thủ đoạn ổn thỏa nhất để giải quyết Thạch Hạo. Vù. Đột nhiên, Thạch Hạo cảm giác hai tay u vang, trong đầu trống rỗng, thần hồn suýt chút nữa bị người khác chém tan. Sau một khắc, không chỉ thập đại động thiên của nó mở ra mà thân thể động thiên cũng tự chủ phát sáng bảo vệ toàn thân từ trên xuống dưới, hình thành nên một vòng thần bàn ống ánh. Cũng trong lúc đó, xung quanh tám chín trùng sáng của tôn giả bay tới, tất cả đều bị tiêu diệt ở bên ngoài thần bàn, đều bị hóa giải toàn bộ. Thân thể thạch hạo rung bần bật, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra ngoài, ánh mắt của nó cực kỳ lạnh lẽo, loại tập kích như thế này, khi nó đại chiến với thạch nghị cũng từng bị người khác ra tay như thế. Đây là sức mạnh của nguyên rùa, thần bí nất, nó lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn về một phương kia. Sau một khắc, thạch hạo liều lĩnh, toàn thân phát sáng, thần văn màu vàng nằm dày ngoài thân thể nó, còn có lớp loái màu đen, nó hóa thân thành một con côn bằng hình người. Ờm. Ừ. Đây là một loại bạo động, là một loại nổi giận, thạch hạo nhằm về phía kia. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, dồn rập tránh lui, tích hoa bà bà biến sắc, cũng không phải bà động thủ thế nhưng tất cả việc này đều do ba ra lệnh, không ngờ thiếu niên này lại xông về phía bà. Làm càn, người muốn làm gì, bà hét lớn, trước tiên thân thể lướt sang ngang, nhanh chóng né tránh ra ngoài. Nhưng dù vậy, dưới con tức giận của Thạch Hạo thì lực phá hoại được sản sinh cũng rất kinh người, bàn tay áp sát thân thể của bà Trấn cho bay ngược ra ngoài. Đồng thời, trần thân của Thạch Hạo tuy rằng không có đánh trúng bà thế nhưng bên trong gió mạnh lại có kim quang dựng lên hóa thành một bàn tay lớn, bục một tiếng, tát thật mạnh lên trên mặt bà đây là pháp môn côn bằng thay đổi tùy ý bà ta bị đánh bay ra ngoài bị trong miệng phun ra một ngụm máu kèm theo mấy chiếc răng trên mặt hiện vẻ khiếp sợ và nổi giận